Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Đức Hòa, cùng với Đại Đức Trụ Trì, và nhất là toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi tối khai đàn Vu Lan hôm nay. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin cầu chúc cho đạo tràng Vu Lan của đạo tràng chùa Đức Hòa mãi mãi kết nối yêu thương, mãi mãi con tim của mình kích hoạt với tín hiệu của tình cha và kích hoạt với tín hiệu của tình mẹ. Và nhất là tối hôm nay, chúng ta cùng với nhau đem trái tim của mình cùng kích hoạt để cùng kết nối yêu thương với ân tình của cha và ân tình của mẹ. A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta là con của Phật. Chúng ta khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam. Chiếc áo tràng lam là tượng trưng cho chiếc áo của Vu Lan. Bởi lẽ màu lam là màu khói lam chiều. Nếu có một người nào xa quê, xa xứ, cái ngày chúng ta trở về quê hương của mình, đứng bên đây bờ đê, nhìn phía bên kia căn nhà cũ kỹ của mình năm nào, mà trong gian bếp khói lam chiều vẫn còn nghi ngút, tức là mẹ chúng ta còn sống. Cho nên mặc chiếc áo tràng lam, tức là chúng ta đã lấy cái vai phải của mình cộng mẹ rồi đó. Khoác lên trên người của chúng ta một chiếc áo tràng lam, bởi lẽ nước biển mênh mông không trong đầy tình mẹ, mây trời lòng lộng không phủ kính công cha. Cho nên chiếc áo tràng lam cũng là ân đức của cha. Đó là vai trái của chúng ta đang cộng cha đối với Phật tử. Cho nên mình mặc chiếc áo tràng lam là chúng ta vai phải cộng mẹ, vai trái cộng cha, giáp vòng hòn núi tu di, trải trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền. Quý Phật tử ơi, núi tu di là gì? Núi tu di tức là núi diệu cao, tức là nó cao hoài, nó không có dứt được. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, quý Phật tử cũng đọc câu đó hoài. Trong cuộc đời của chúng ta có năm ngọn núi tu di, đó là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ. Tất cả cái đó là núi tu di, cho hoài, nhận hoài và không bao giờ dứt được. Cho nên gọi là diệu cao. Cho nên chúng ta cộng cha, cộng mẹ, giáp dòng hòn núi tu di không bao giờ đền đáp được. Bởi vì chúng ta còn chạy theo tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ cộng cha, cộng mẹ một cách trọn vẹn được. Hiểu không? Cho nên mặc áo tràng lam tức là quý Phật tử của chúng ta đang cộng cha, đang cộng mẹ. Và tối hôm nay 11 tháng 7, đạo tràng của chúng ta đang cổng cha, cổng mẹ vào trong đây để dự lễ Vu Lan. Hiểu không? Trước khi chúng ta nói về cha mẹ của chúng ta, xin quý Phật tử cho phép Thầy được một phút để chúng ta tưởng nhớ đến mẹ mà trở thành quê hương. Đối với mẹ của mình sanh ra chúng ta tại gia đình, cái đó buộc chúng ta phải luôn tưởng nhớ. Nhưng mà quý Phật tử ơi, bây giờ trước khi nói về cha mẹ trong gia đình mình, thì chúng ta hãy nói đến người mẹ của hồn thiêng sông núi. Đó là những bà mẹ Việt Nam anh hùng trước đã. Bởi vì sao vậy? Tất cả những bà mẹ ngồi ở đây sanh ra con, nuôi con được. Còn những bà mẹ Việt Nam anh hùng đau lòng lắm quý Phật tử, sanh ra con mà cúng dường con cho tổ quốc. Điều đó mới là điều đáng nói, đúng không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta hãy dành một phút trang nghiêm, trân trọng để tưởng niệm đến tất cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng mà khi đất nước đã giải phóng rồi, những người mẹ của chúng ta cho đi
cho đi. Rồi đến một ngày nào đó mong mỏi đất nước được độc lập, ra bờ sông đón con về, đón con về. Nhưng xin thưa với quý Phật tử, có biết bao nhiêu bà mẹ ra bờ sông đón con, ôm con rồi khóc, rồi cười, rồi trở về. Nhưng có một bà mẹ ra bờ sông rồi quay trở về, lại tiếp tục ra bờ sông rồi quay trở về, ra mà không có người con để cho mẹ đón, hiểu không? Cho nên rất là tội nghiệp. Bà cứ đi ra rồi bà quay trở về, mẹ vẫn đứng bên này sông dõi mắt, đếm vào dòng trôi không biết đã bao lần. Mặt nắng mưa, mặt con nước sôi dần, mẹ vẫn đứng bên này sông dõi mắt. Tàn cuộc chiến mẹ già đi trong hiu hắt, vẫn tìm con vẫn dõi mắt mong lung. Đi tìm con chân mẹ bước run run, chân của mẹ dẫm mòn bao sỏi đá. Rồi một tối giữa mưa buồn lạnh giá, bóng mẹ mờ trong tầm tã mưa rơi. Đi tìm con tim mẹ bỗng bồi hồi, tai lần mộ, đây rồi con của mẹ. Một tiếng nấc giữa không gian buồn chợt khẽ, một giọt buồn lặng lẽ mặn bờ môi. Giặt tan rồi mẹ mới khóc được con ơi, con hãy ngủ trong vành nôi tai mẹ. Xin tất cả hãy bước đi thật nhẹ, lòng đất này con của mẹ ngủ yên. Dành cho con phúc mặc niệm thiêng liêng, con hãy ngủ trong hồn thiên sông núi. Chúng ta dành một phút trang nghiêm, trân trọng để tưởng niệm, để tưởng nhớ đến tất cả những bà mẹ Việt Nam mà trong đạo tràng của chúng ta chắc có lẽ cũng có những bà mẹ Việt Nam anh hùng đang ngồi trong đây. Nói chung bà mẹ nào cũng anh hùng cả. Anh hùng lắm quý Phật tử ơi, mẹ của chúng ta anh hùng nhiều lắm, hiểu không? Ngày xưa Thượng Đế tạo ra một cái sinh vật, các thần nói ủa thưa ông trời, sao ngài là một sinh vật gì mà mềm nhũng như thế này? Ông trời nói mềm nhũng nhưng mà nó sống tuyệt vời lắm, không có cái gì làm cho nó chết được đâu. Ông các vị thần gờ lên đây và nói sao chỗ này ướt quá vậy thưa ông trời? Ông trời trả lời đó là nước mắt đó. Chồng nó thương nó cũng khóc. Chồng nó ghét nó cũng khóc. Con nó ngoan hiền nó cũng khóc. Con nó hư đốn nó cũng khóc. Nghèo nó cũng khóc. Giàu nó cũng khóc. Đó là nước mắt đó các thần à. Ta còn muốn làm cho sinh vật này nhiều tay, để một tay bồng con, một tay vo gạo, một tay lặt rau, một tay bữa củi, một tay đón con tới trường, một tay dọn cơm cho chồng ăn, vân vân và vân vân. Ta còn muốn tạo cho sinh vật này nhiều con mắt, để một con mắt nó nhìn vào trong giường coi con của nó có ngủ ngon không, một con mắt nó nhìn trong trường coi con của nó học như thế nào, một con mắt nó nhìn phía trước coi con của nó có té để nó vội vàng đứng dậy đỡ dậy. Này các thần, ta đặt tên cho sinh vật này là người mẹ, hiểu không? Tất cả chúng ta ngồi ở trong đây quý Phật tử đều là người mẹ cả, đều được ông trời tặng cho mình một thiên chức làm mẹ. Con mắt tuyệt vời lắm, không phải một con mắt đâu mà nhiều con mắt lắm, không phải một đôi tai mà nhiều đôi tai lắm. Thầy kể ở đây không hết đâu, nhiều lắm, làm lụng nhiều lắm quý Phật tử à, hỡi những người mẹ hiện tại nơi đây. Tất cả chúng ta như vậy đó. Còn Phật tử nam cũng là một sinh vật, nhưng mà ông trời không bao giờ làm cái sinh vật này thân thể mềm nhũn, mà ông trời lấy một viên ngọc của thần núi nhét vào trong trái tim của sinh vật này và cấm sinh vật này không được quyền khóc. Nếu có khóc, hãy khóc một mình. Ta đặt tên cho sinh vật này là người cha, hiểu không? Cho nên mẹ của chúng ta có quyền khóc, nhớ con có quyền khóc, có thể nói lâm ly bi đát. Còn cha thấy mẹ mà nhớ con khóc, ổng rầy liền,
Mà làm như vậy sao nó nên người được? Không khóc để cho nó đi, để cho nó trưởng thành. Nhưng xin thưa với quý Phật tử, nếu cha của mình ở dưới quê, cha của mình ra bụi chuối sau hè ngồi khóc một mình, nhớ con nhiều lắm, nhưng ông trời không cho khóc trước mặt vợ con. Ông trời bắt khóc, nước mắt chảy ngược vào trong. Cho nên ở thành thị, cha của mình đạp chiếc xe cọc cạch vào công viên, ngồi trên băng ghế đá lạnh buồn, cha ngồi khóc một mình. Hiểu không? Cho nên cha và mẹ tuyệt vời lắm quý Phật tử ơi. Cho nên tâm của chúng ta đi đến chùa luôn luôn lúc nào cũng nói hướng Phật. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình hướng với Phật A Di Đà, mình hướng với Phật Thích Ca, mình hướng với Phật Dược Sư vân vân, mười phương chư Phật vẫn còn thiếu. Bởi vì Phật cha và Phật mẹ của mình quên hướng tâm về. Hiểu không? Cho nên cái điều quan trọng ở đây, lòng của chúng ta phải hướng tâm của mình về cha và mẹ. Xin thưa với quý Phật tử, tất cả những người xuất gia như các thầy, thậm chí cả thầy trụ trì ngồi ở đây, dù xuất gia đi nữa cũng vẫn còn có mẹ, đúng không quý Phật tử? Mình sống dùng cái ngôn ngữ mấp mé của bờ môi, nhưng mà mình phải dùng ngôn ngữ của hình thể để mình thể hiện tâm hiếu của mình. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni báo hiếu cho vua Tịnh Phạn bằng ngôn ngữ hình thể, lấy cái vai khiêng cái kim quan của Tịnh Phạn Vương. Đó là ngôn ngữ của hình thể. Tôn giả Mục Kiền Liên quỳ trước bà Thanh Đề khi bóc miếng cơm biến thành lửa, khóc liền. Và giọt nước mắt của tôn giả Mục Kiền Liên, đó là ngôn ngữ hình thể, là ngôn ngữ Vu Lan đó, hiểu không? Nhưng các vị đó đều còn có cha, đều còn có mẹ. Con theo Phật, con vẫn là con của mẹ. Con xuất gia, mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ của con dù thân xác có hao mòn, nhưng con của mẹ phải vuông tròn câu hiếu đạo. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây, thật sự ra mình đều là tội đồ thiên cổ cả. Trong nguyên một đạo tràng, chưa có một người nào dám khẳng định rằng hồi đó tới bây giờ con chưa bao giờ làm cho cha mẹ con buồn, cha mẹ con khóc. Thầy nói ít nhất hơn một lần chúng ta đã từng làm cho cha mẹ chúng ta buồn, làm cho cha mẹ chúng ta khóc rồi. Hiểu không? Cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta mang tội đó. Mang tội đó quý Phật tử. Cho nên buổi tối hôm nay, thầy mong rằng tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta hãy kích hoạt trái tim của mình. Thầy chủ trì nói rồi, tắt tất cả những cái điện thoại của thế tục đi. Và bây giờ chúng ta phải mở điện thoại của con tim của mình. Đừng cho điện thoại thế tục nó reo nữa, mà ngay từ giờ phút này cho điện thoại con tim nó reo lên bằng những âm thanh Vu Lan tưởng niệm. Hiểu không? Và đề tài buổi tối hôm nay được mang tên là Vu Lan tưởng niệm. Xin thưa với quý Phật tử, Vu Lan nó không còn là cái vấn đề khóc, than, buồn, rầu, ủ dột, nước mắt, nghẹn ngào, không còn cái đó nữa. Người nào mà tới mùa Vu Lan mà khóc, tới mùa Vu Lan mà xúc động, người đó thật sự ra thiếu dữ lắm luôn. Không phải đợi đến cái Vu Lan mà chúng ta mới cảm xúc, không phải đợi đến Vu Lan mà đôi môi của chúng ta mới mấp máy bằng những cái ngôn từ yêu thương. Không phải đợi tới Vu Lan chúng ta mới khai kinh một thở nọ thế tôn an trụ. Không phải đợi tới Vu Lan chúng ta mới nghẹn ngào xúc động. Thật sự ra cuộc đời của chúng ta đã có Vu Lan từ khi mở mắt chào đời. Quý Phật tử ơi, đến cái ngày chúng ta chết mới tạm thời quần kinh Vu Lan. Cho nên Vu Lan không phải chỉ ít ôi trong 30 ngày tháng 7, mà Vu Lan là cả một cuộc đời của chúng ta nghe quý Phật tử. Cái ngày mà chúng ta mở mắt chào đời, ngày đó chúng ta đã khai kinh Vu Lan.
ngày chúng ta chết, chúng ta tạm thời quần kinh du lan. Cái ngày mà chúng ta sống, mà chúng ta cúng dường lên cho cha, cúng dường lên cho mẹ mình những nụ cười hoan hỷ, ngày đó quý Phật tử đang thọ trì kinh Vu Lan. Nhưng quý Phật tử ơi, nếu lỡ trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm cho mẹ mình khóc, chúng ta làm cho cha mình buồn, xin lỗi với quý Phật tử, chúng ta đã xé nát kinh Vu Lan. Coi chừng nghe quý Phật tử, không phải chỉ ngồi cứ mấp mấy bờ môi một thở nọ Thế Tôn an trụ, không phải như vậy là đủ đâu, mà phải cho con tim của mình lên tiếng. Đó là ngôn ngữ của Vu Lan. Xin thưa với quý Phật tử, Tây Phương Cực Lạc, nếu là tịnh độ của Phật A Di Đà, cõi Ta Bà này nếu là tịnh độ của Phật Thích Ca, thì xin thưa với quý Phật tử, Vu Lan báo hiếu chính là tịnh độ của Phật Cha và Phật Mẹ. Hiểu không? Tại sao chúng ta mở miệng ra, chúng ta nói tâm của con hướng Phật, mà chúng ta quên có một ông Phật ở đây, một ông Phật mà dám cho chúng ta tạm trú tạm vắng 9 tháng 10 ngày trong bụng. Đâu có ông Phật nào mà tuyệt vời như vậy đâu, phải không? Đâu có ông Phật nào như vậy, đâu có vị Bồ Tát nào mà xuất hiện nhanh vô cùng. Bồ Tát Quan Âm khi chúng ta đau khổ, chúng ta quỳ dâng hương cầu nguyện ngài cứu khổ cứu nạn, lòng thành lắm thì 3 ngày sau Đức Phật mới ứng với mình. Mình có cảm, lòng thành của mình có cảm thì Phật có ứng, nhanh lắm là 3 ngày. Nhưng mà xin thưa với quý Phật tử, Quan Âm tóc rối của mình không cần tới mấy ngày đâu, không cần tới dâng hương đâu, chỉ cần mình vừa té là Quan Âm xuất hiện rồi. Hiểu chưa? Quý Phật tử, hồi nhỏ mình vừa té xuống là Bồ Tát Quan Âm tóc rối giữa đời thường xuất hiện đỡ mình lên. Có sao không con? Thổi liền đó quý Phật tử. Vậy đó mà tất cả chúng ta đều quên, đều quên. Có một cô gái đi theo bạn bè lên núi, vì nghe đồn trên núi có Bồ Tát hiện thân. Nghe trên núi có Quan Thế Âm xuất hiện, cho nên cô gái cùng với tất cả bạn bè đi lên trên núi để mà đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Cô gái xin phép mẹ, vừa lo mà không thể từ chối được. Lo là con gái leo lên núi ban đêm ban hôm, nhưng không thể từ chối được, bởi vì nó xin phép mình lên để mà diện kiến Bồ Tát Quan Âm, cho nên không thể từ chối. Nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng, cho nên khi cô con gái đi thì bà ở nhà bà không có ngủ, nằm thao thao thức thức chờ con bên ngọn đèn dầu leo lét, với một cái cánh cửa bằng một cái khép hờ bởi một thanh tre bỏ ngỏ thôi, không có đóng cửa lại, khép hờ bởi một thanh tre. Cô con gái đi lên thăm Bồ Tát Quan Âm với bạn, đi tới nửa núi rồi không thấy bóng dáng ai đi nữa hết. Ủa sao có tụi mình đi không vậy ta? Mệt quá ngồi xuống nghỉ, thì trên núi có một ông cụ chống cây gậy đi xuống. Mấy cô mới hỏi, thưa cụ, con nghe trên núi có Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, Bồ Tát đó như thế nào? Ông cụ nói cho tụi con biết, rằng tụi con đảnh lễ. Ông già nói, Bồ Tát Quan Âm mà mấy đứa con đi tìm đó, già già cỡ ông vậy nè, răng cỏ rụng hết rồi, tóc bạc trắng, lưng còng còng gì nè, mà nhiều khi chân mang dép đông dép tây, chiếc nam chiếc bắc chiếc đông chiếc tây nữa. Mấy cô gái thấy bất mãn quá, Quan Âm đâu mà xấu dữ vậy, thôi xuống núi không thèm lên nữa. Đi về nhà, bà già thì nằm chờ con mình, tưởng tượng là lên trên núi đi xuống núi lâu lắm. Tự nhiên nó gõ cửa, nó nói, mẹ ơi con về rồi, mừng quá trời, nó về sớm quá, nó gặp Bồ Tát sớm quá, nó về, cầm cây đèn sọt đôi dép chạy ra để mà cho con thấy đường lên nhà. Thì qua cái ngọn đèn dầu leo lét, thì cô bé nhìn dưới chân mẹ mình, chân của bà mang dép chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc.
thì tự nhiên âm thanh từ trên núi nó vọng về: Bồ Tát Quan Âm mà tụi con muốn tìm, già cỡ tuổi bác, răng rụng hết rồi, lưng còng như thế này, chân coi chừng mang chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc. Cô bé sững hồn quỳ xuống trước cái thềm nhà của mình, ôm chân của mẹ và nói rằng: Mẹ ơi, mẹ là Quan Âm Bồ Tát của con. Từ xưa tới bây giờ con đang sống cạnh Bồ Tát Quan Âm mà con không hiểu, để bây giờ con nghe lời bạn bè, con lên núi con tìm. Mùa Du Lan, quý Phật tử vô trong đây để làm lễ Du Lan đúng không? Có xin phép Đức Phật Du Lan chưa? Có xin phép Bồ Tát Du Lan chưa? Chưa. Kính lại cha Địa Tạng Vương chân đất, cây gậy tre là tích trượng trên tay, trái tim cha là viên ngọc sáng hoài. Thân bệnh hoạn nhưng cha vẫn là Vu Lan Bồ Tát. Kính lại mẹ Quan Thế Âm tóc trắng, đôi mắt mờ là thiên nhãn đời con, bàn tay run là thiên thủ vuông tròn, thân tiều tụy mẹ vẫn là Vu Lan Bồ Tát. Vậy thì quý Phật tử ơi, mình đến đây mình dự lễ Vu Lan, mà quý Phật tử có xin phép hai vị Vu Lan Bồ Tát tại nhà của mình chưa? Chưa, chưa có lần nào hết đó. Nếu hôm nay quý Phật tử nào mà hạnh phúc đi dự lễ Vu Lan với Địa Tạng Vương chân đất, đi dự lễ Vu Lan với Quan Thế Âm tóc trắng là hạnh phúc tuyệt vời. Xin thưa với quý Phật tử, hạnh phúc của Vu Lan không phải là hạnh phúc cá nhân. Tất cả chúng ta đi tìm hạnh phúc mà chỉ đi tìm hạnh phúc của cá nhân. Hạnh phúc uy quyền, hạnh phúc tiền bạc, hạnh phúc nhà cao, vợ đẹp, con ngoan, hạnh phúc vật chất đầy đà hết, đó là hạnh phúc của cá nhân. Còn hạnh phúc Vu Lan là hạnh phúc chung của cha và mẹ. Nếu cha và mẹ mình hạnh phúc, tự dưng mình hạnh phúc, hiểu không? Đó là hạnh phúc của Vu Lan, hạnh phúc của sự tỉnh thức đó quý Phật tử à. Vậy đó mà tất cả chúng ta đành đoạn quên bẵng Vu Lan. Cái miệng thì nói Vu Lan nhiều lắm, nhưng mà trái tim chưa bao giờ cho Vu Lan trú ngụ, hiểu không? Vậy thì tối hôm nay mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy mở cánh cửa của trái tim mình cho mẹ của mình được ngủ vào trong, và hãy đưa tình cha của mình lên tầng cao của khối óc để mãi mãi chúng ta tôn thờ, hiểu không quý Phật tử? Như vậy trong đây đều có hiện hữu hai chữ Vu Lan. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng được quý Phật tử à. Vu Lan là như vậy, chứ không phải Vu Lan là một cái gì đó khóc khóc thương thương. Vu Lan không phải nhắc tới là khóc, mà không nhắc thì quên. Từ tháng Giêng cho tới tháng 6 không ai đá động, quên, bên quên hết luôn. Rồi con cục tròn do tháng 7 cái bắt đầu khóc khóc thương thương. Qua từ tháng 8 cho tới tháng 12, quý Phật tử ơi, quên bẵng luôn. Cho nên cha và mẹ của mình tuyệt vời, con cái hễ mà ai nhắc tới thì khóc, không nhắc thì quên, đúng không? Cho nên đó là cái chuyện tuyệt vời nhất của cha và mẹ đó quý Phật tử. Cha và mẹ tuyệt vời có một chỗ nè, không bao giờ giận lâu, hiểu không? Con gái nó đi xăm xăm vô, bắt đầu cái nó nặng nhẹ, nó nói giờ này bà không nấu cơm tôi ăn, làm nó chửi bới rồi đó, rồi ngồi khóc. Rồi nó vô, nó với cơm, nó ăn xong no một bụng ra, nó đưa cho năm con 50 uống cà phê coi, thấy cái khăn chậm chậm nước mắt móc túi đưa cho nó. Đó là tuyệt vời của mẹ, hiểu không? Tuyệt vời của mẹ lắm đó. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đây, Thầy mong rằng tối hôm nay chúng ta hãy dành một phút để chúng ta mua một chiếc vé để trở về tuổi thơ của mình. Một chiếc vé để trở về tuổi thơ, để rồi chúng ta lắng nghe được Âu Ơ Điệp Khúc Thành Người, hiểu không? Xin một phút giữa trưa hè nắng nóng, mẹ bồng con nhịp vọng tiếng Âu Ơ,
tai nồng nàn mẹ ru giấc trẻ thơ, con mỉm miệng qua giấc mơ tình mẹ. Hãy mở lòng đi, mua một chiếc vé để trở về tuổi thơ của mình, để nhớ một ngày nào ta nằm trong bụng mẹ. Nhớ đi, nhớ hết đó. Nhưng mà tại vì cuộc đời nó làm cho chúng ta quên thôi. Thật sự ra nhớ nhiều lắm quý Phật tử à. Ngày xưa nằm ngủ tự nhiên cười, cái cười đó không phải tự nhiên mà hạnh phúc tuyệt vời. Bởi vì còn lớn lên qua đôi bầu sữa ngọt ngào và còn ấm trong vòng tay của mẹ. Cho nên cười, đó là nụ cười hạnh phúc hồn nhiên bên mộng đẹp. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta bây giờ lớn lên như thế này, thì quý Phật tử ơi, máu của chúng ta đông đầy máu của cha và máu của mẹ. Thân xác của chúng ta đông đầy thân xác của cha và mẹ. Con trai thân thể tuấn tú khôi ngô, ai khen trời thằng này con của ai mà đẹp trai quá, quá sức luôn. Ta ngẩng cao đầu ta đi, nhưng mà chưa bao giờ ta nghĩ rằng ai đã tặng cho ta thân xác này. Cha đã tặng cho chúng ta thân xác này, tặng cho chúng ta hình hài này, để cuộc đời của cha mãi mãi tỷ lệ nghịch với đời của chúng ta. Con dần lớn bên đời cha dần xuống. Hiểu không? Vậy đó mà tất cả những đứa con trai chưa một lần nào con cảm ơn bố. Chưa. Ta còn thiếu nợ cha của mình một câu. Nói một câu chứ nhiều câu lắm. Con cảm ơn bố, con xin lỗi bố, con thương bố quá. Thiếu nợ bố của mình nhiều câu lắm quý Phật tử ơi. Còn con gái chải tóc, mái tóc đen quyền ống ả, người ta khen con nhỏ này, trời ơi tóc nó dài, tóc nó thước tha, tóc nó đẹp quá, cũng ngẩng cao đầu mà đi. Nhưng xin thưa quý Phật tử, mái tóc còn đen quyền, các con ơi, các con chưa một lần đối diện với mẹ, nhìn thẳng vào mẹ và nói rằng: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con mái tóc xanh này, để mái tóc của mẹ trở thành mái tóc màu mây trắng. Hiểu không? Hôm nay nếu quý Phật tử nào mà đi chung với Quan Âm tóc rối của mình, nếu có đi chung, sau buổi tâm sự này, sau cái buổi mà kết nối yêu thương này với cha mẹ, quý Phật tử ơi, hãy chạy đến mẹ mình, đến sau lưng. Quý Phật tử hãy ôm mẹ mình một cái thôi và thì thầm bên lỗ tai: mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, con yêu mẹ lắm. Nói đi quý Phật tử, nói một câu đi. Nếu không sẽ không còn có cơ hội, nếu không không còn có người cho chúng ta nói. Hiểu không? Giống như một con bé, nó chờ một ngày đẹp trời để nó nói một câu rất ngắn: mẹ ơi, con rất thương mẹ. Nó chạy về nhà và nó dự định trong bụng nó sẽ nói. Nhưng mà vừa tới nhà thì trong gia đình nói rằng: mẹ của con bị tai nạn giao thông, nhập viện rồi. Con bé giục cái cặp táp ở trên giường, chạy thẳng vào trong bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế nhìn vào trong cánh cửa của phòng cấp cứu. Không gian như trùng xuống, thời gian nó như ngừng lại. Con bé chờ và chờ. Cánh cửa của phòng cấp cứu từ từ mở ra, chiếc băng ca cũng được người bác sĩ từ từ đẩy tới. Chúng tôi đã làm hết sức của mình, nhưng vết thương quá nặng cho nên bà ấy đã ra đi. Con bé bực ngồi dậy, chạy đến chiếc băng ca, ghì chiếc băng ca, ôm chiếc băng ca khóc nức nở nghẹn ngào. Con muốn nói một câu rất ngắn rằng: mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời, kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tai, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ: mẹ ơi. Đêm nay quý Phật tử nào mà đi chung với mẹ, hãy đến bên mẹ mình và ôm mẹ và nói một câu rất ngắn đi quý Phật tử à. Mẹ mình mừng lắm, mừng còn hơn trúng số độc đắc nữa, bởi vì mẹ chỉ chờ có một câu nói đó mà thôi. Tất cả chúng ta lớn lên, mẹ của chúng ta lo lắm quý Phật tử à. Lo từ khi chúng ta còn đi đẫm đẫm, lo từ khi chúng ta còn tập
thành bằng những bước đầu tiên chập chững, lo lắm. Hồi xưa đẩy nó ra, nó chạy gần bên mình, đẩy nó ra cái nó chạy vô trong lòng mình. Còn bây giờ muốn kéo nó vô trong lòng mình thì nó hất tay mình để nó bỏ nó đi. Quý Phật tử có bỏ cha bỏ mẹ đi không? Không phải bỏ nhà bỏ cửa đi, mà bỏ tất cả những hai từ thương nhớ, bỏ. Chúng ta quên hết rồi quý Phật tử à. Hiểu không? Cho nên mẹ rất là lo lắng, lo lắm luôn. Không biết nó lớn lên thì nó ra sao đây nữa. Nhưng mà mẹ vẫn nguyện trong lòng. Có một bà mẹ nhìn đứa con đi chập chững gì nè, hồn nhiên vậy đó. Mẹ nhìn con rồi bà tự nói với lòng mình, gọi là nhật ký trong tim, chứ không phải nhật ký ở bên cuốn sách, mà nhật ký trong tim. Bà nói rằng mai con lớn, mẹ đã già, bàn tay đó có còn cho mẹ nắm. Con có biết không, mẹ thương con nhiều lắm. Khi con cười dù đang khóc, mẹ cũng vui. Mai con lớn, con còn có ngủ vùi như hiện tại giờ đây, con hồn nhiên bên mẹ. Mai con lớn, đường trần muôn lối rẽ, dù rẽ lối nào mẹ vẫn ở mãi bên con. Đó là lời tâm sự của một người mẹ. Hồi mình còn nhỏ, mẹ mình đã nói như vậy rồi. Cho dù mình mai này mình khôn lớn, mình có như thế nào đi chăng nữa, dù có thương mẹ hay ghét mẹ, dù có mà ngoan hiền với mẹ hay hỗn ẩu với mẹ, thì dù rẽ lối nào mẹ vẫn ở mãi bên con. Vậy đó mà các con ơi, tất cả chúng ta cứ quên đi ân tình của cha và mẹ. Quên nhiều lắm, phải không? Vì hiện tại bây giờ thì không có quên nè. Bao giọt nhớ vẫn còn đọng đầy bên khóe mắt, những giọt thương chuẩn bị mặn cả bờ môi. Hiểu không? Nó chuẩn bị thôi chứ nó chưa khóc, nó mới có long lanh thôi. Nhưng mà mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta hãy biến những giọt nước mắt long lanh của mình tối hôm nay thành những hạt kim cương long lanh. Chúng ta không còn khóc theo kiểu mà thường tình tục lụy nữa, mà chúng ta phải biến nó thành những hạt kim cương lóng lánh để chúng ta cúng dường cho cha mẹ mình những nụ cười hoan hỷ. Xin thưa với quý Phật tử, chúng ta làm cho cha mẹ mình buồn, làm cho cha mẹ mình khóc, là quý Phật tử ơi, chúng ta tước đoạt trên tay của cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Ở đây có Phật tử nào làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc không? Có không? Mô Phật khi có khi không, chứ không phải không hoài, cũng không phải có hoài. Bữa nào vui thì chạy về cho mẹ mình một nụ cười, bữa nào bực bội chuyện hàng xóm, chuyện ngoài đường, chuyện bạn bè, chuyện trong quán cà phê, về mình cũng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Quý Phật tử ơi, tất cả những nỗi buồn, những phiền não, những rác rưởi của cuộc đời, tại sao chúng ta không liệng nó ở ngoài cửa đi? Mình ôm một đống rác của cuộc đời, mình ôm một đống rác của công việc, mình ôm một đống rác của xã hội, mình về mình trút lên cho cha mẹ mình. Đó là tước đoạt trên tay của cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Còn nếu chúng ta cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười, dù là một câu chuyện phiếm, dù là một câu chuyện vớ vẩn, miễn làm sao cha mình cười, mẹ mình cười là được rồi, là chúng ta đã tặng cho cha mẹ mình thêm 15 phút tuổi thọ. Một ngày làm cho cha mẹ mình cười 10 lần là 150 phút rồi. Quý Phật tử ơi, sống như vậy đó, sống mới có ý nghĩa. Cha mẹ mình dù già nhưng mà nhận 15 phút tuổi thọ của con, già nhưng không thấy già. Hiểu không? Già mà không thấy già thì nhận nụ cười của con thì tuổi già không có bệnh nhiều. Còn á, nhận tất cả những cái mà đau khổ của con, những cái mà gọi là nó buồn chán của con đó, thì cha mẹ mình già mà nó già thiệt sự luôn, già trong bệnh hoạn, già trong tiều tụy, ghê gớm như vậy đó quý Phật tử. Cho nên đó, quý Phật tử ơi, ở trước cổng trường á, rất là nhiều cha mẹ đứng chờ con. Nhưng mà xin thưa với quý Phật tử, trước cái cổng dưỡng lão không có một đứa con nào mà vô thăm cha mẹ. Đó là một điều nghịch lý.
Một điều nghịch lý vô cùng, hiểu không quý Phật tử? Trước cổng trường nhiều cha mẹ đứng chờ con, thế mà trong cái cổng dưỡng lão chẳng có một đứa con nào mà nó vào thăm cha mẹ. Đấy là nghịch lý của cuộc đời lắm đó quý Phật tử à. Cho nên cha mẹ mình thật sự ra, Đức Phật nói trong kinh là gặp thời không có Phật, cha mẹ mình là Phật không có sai. Ở đây Đức Thế Tôn nói cha mẹ là Phật, không nói cái thể xác này đâu. Cái thể xác này vẫn là thể xác của chúng sinh vô thường, vẫn là sanh lão bệnh tử. Nhưng Đức Phật gọi cha mẹ mình là Phật chính là trái tim của cha mẹ của mình là Phật. Bởi vì cha mẹ của mình ngộ lắm, hy sinh thôi, hy sinh cho con mà không cần con đền đáp lại, không cần, đó là Phật. Sanh con mà nó đẹp hay nó xấu thương bằng nhau, nó hiền hay nó quậy cũng thương bằng nhau, nó giàu hay nó nghèo thương bằng nhau, đó là trái tim của Phật đó. Cho nên Đức Phật gọi cha mẹ mình là Phật như vậy đó quý Phật tử à, chứ không phải thể xác này đâu. Vậy mà có nhiều thầy đó nói rằng là trời, ai mà nói cha mẹ mình là Phật sai rồi, thân xác của ông bà xấu xí, còi cọc, tiều tỷ, run rẩy, làm sao giống Phật được. Xin thưa không phải, Phật là trái tim của cha mẹ của mình đó quý Phật tử à. Trái tim yêu thương, trái tim đó là trái tim hy sinh cho chúng ta, chấp nhận chết để hy sinh cho con. Một bà mẹ bị rắn cắn, bà có một đứa con 6 tuổi và một đứa 3 tuổi. Bà đi ruộng rắn cắn, bà chạy nhanh về nhà, lấy cái cọng vải cột cái ngón tay mình lại, chạy vô trong nhà xúc lúa vô trong cái cối rồi giả, giả lúa cho thành gạo. Bởi vì bà nói nếu có chết thì còn được một mớ gạo này, cái thằng 6 tuổi nó nấu cho thằng 3 tuổi ăn được, kệ nó đi, cứ giả. Rồi giả đóng lúa nó ra thành từng hạt gạo, rồi làm cho nó sạch trấu lấy gạo ra, rồi thấy còn thời gian bắt một nồi cháo để cho anh nó đút cho em, có chết đi nữa thì cũng còn anh lo cho em được. Nhưng xin thưa với quý Phật tử, do cái sự hy sinh thiêng liêng đó, khi mà cô ấy làm quá sức đi thì cái nọc độc của con rắn nó chạy theo mồ hôi đi ra ngoài luôn, bà không chết. Cho nên ngày ông trời ông nói rồi, nó mềm nhũn như vậy đó mà nó sống tuyệt vời lắm, không ai làm cho nó chết hết. Lúc bây giờ ông thần mới nói, thưa ông trời, không ai làm cho nó chết hết, bây giờ con rắn cắn mà nó cũng không chết nữa, vậy thì không lẽ nó sống hoài sao? Ông trời nói chỉ có một cái con vật này làm cho nó chết thôi. Thì các thần mới hỏi, thưa ông trời, con vật nào mà ghê gớm như vậy? Ông trời nói, đứa con bất hiếu. Chỉ có đứa con bất hiếu mới làm cho cái sinh vật này chết thôi, chứ con rắn cắn còn không chết mà. Quý Phật tử thấy ghê không? Ngày xưa khi mà quân Đức á, nó bắt dân Do Thái đi vào trong cái lò sát sinh để nó giết, dẫn một đoàn gì nó đếm hết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 12 người, nó đánh số hết. Đi một đội cái nó kêu đếm, thì trong cái đoàn đó 1, 2, 3, 4 tới 12 thì thôi, đủ, dẫn đi. Lúc bây giờ Jonathan là một dân người Do Thái bị lính Đức bắt đi. Mẹ của Jonathan chạy theo con của mình, băng qua rừng để theo con của mình. Lúc bây giờ bà làm cái tiếng gà rừng nó gáy, mà ngày xưa còn nhỏ, bà và Jonathan hay liên lạc với nhau trong rừng. Khi bà gọi Jonathan, Jonathan bắt đầu mới xin phép mẹ, xin phép cái người lính Đức á, cho đi vệ sinh. Thì Jonathan đi gần gần tới chỗ của tiếng gà rừng gáy, gặp mẹ mình. Bà mới đưa cái bi đông nước cho Jonathan uống. Jonathan uống nước xong xuôi nằm ngủ, vì trong cái bi đông nước đó có thuốc ngủ. Uống Jonathan ngủ, bà lột áo của Jonathan ra bà mặc vô. Bà mặc xong rồi bà đi theo cái đoàn quân mà Do Thái bị lính Đức bắt đó, bà đi theo. Nó cũng đếm 1, 2, 3, 4 tới 12 thôi, nó dẫn đi. Rồi dẫn đi tuốt luốt tới sáng, Jonathan giật mình thức dậy, không thấy mẹ ở đâu, ở trần. Thì Jonathan hiểu rồi, trong bi đông nước này có thuốc mê của mẹ.
Jonathan quỳ giữa rừng và nói rằng: mẹ ơi, mẹ đã sanh con ra lần thứ hai. Hiểu không? Lần thứ nhất sanh con ra và nuôi con tới bây giờ, và bây giờ lính Đức nó dẫn con đi, nó giết con chết nè. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã sanh con ra lần thứ hai. Cho nên có những đứa con dám giết cha mẹ, chứ cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng chấp nhận cái chết để cho con mình sống cả. Hiểu không quý Phật tử? Ngồi ở đây thì mong rằng nguyên một đạo tràng chùa Đức Hòa của chúng ta thay đổi cái tư duy, thay đổi cái suy nghĩ đi, để tất cả chúng ta phải làm sao hy sinh cho cha mẹ của mình mới được. Hỡi tất cả những đứa con trai, những đứa con gái, mà nhất là những em trong cái tổ phụng sự. Hai từ phụng sự không phải chỉ là phụng sự cho Phật không đâu, mà phụng sự cho Phật cha và Phật mẹ nữa kìa. Tụi con vào trong Tam Bảo, tụi con phụng sự hết mình, hết mình, hết mình, nhưng tụi con chưa phụng sự cho cha, chưa phụng sự cho mẹ thì còn thiếu một cái mộc. Con phụng sự cho Phật Thích Ca đóng mộc vô. À, con bé này, thằng bé này nó phụng sự rất tốt, Phật Thích Ca đóng mộc. Con đem trình cho Phật A Di Đà, thôi mày trở khốn cõi ta bà đi, chưa đủ, còn thiếu cái mộc nữa. Cái mộc của Phật cha và Phật mẹ đóng vào trong đó, tức là tâm hiếu là tâm Phật, đóng cái kịch vô mới được. Cho nên ông vua mà không có Du Lan, ông vua sẽ mất ngai vàng. Ông vua không có Du Lan, bảo đảm hôn quân sẽ mất ngay vàng. Một ông quan mà không có Vu Lan, ông quan đó là ông quan tồi tệ, sẽ mất chức vợ tù. Một ông thầy giáo mà không có Du Lan, không xứng đáng là bậc mô phạm trong trường học, trong lớp học, thì ông thầy giáo thế nào rồi cũng bị đuổi đi thôi. Xin thưa với quý Phật tử, mặc áo tràng lam mà không có Du Lan, mãi mãi không bao giờ trở về bên Đức Phật. Hiểu không? Một Phật tử mà không có Du Lan thì không đủ cái mộc tâm hiếu là tâm Phật, thì làm sao về với Phật được? Bởi vì Phật là gì? Là hiếu. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Dục đắc đạo đồng, chư Phật tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Cho nên tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn mà đắc đạo cùng với chư Phật, trước báo hiếu cha, báo hiếu cho mẹ của mình đi. Thầy biết trong đạo tràng của chúng ta không có trọn vẹn hai cái từ hiếu đâu, không có trọn vẹn cái từ hiếu, thiệt sự mà như vậy. Cho nên tất cả các nhà thơ mới nói một câu: ngôn ngữ trần gian là túi rách chứa không đầy hai chữ mẹ cha, đúng không? Nhưng xin thưa quý Phật tử, ngôn ngữ trần gian còn y nguyên à. Chỉ có trái tim của chúng ta nó bị rách, nó mới lọt hai chữ mẹ và cha ra thôi. Chứ ngôn ngữ trần gian còn y nguyên ở đó, hiểu không? Trái tim của chúng ta bị rách, tâm hiếu của chúng ta bị rách rồi, cho nên mới lọt hai cái chữ cha mẹ yêu thương của chúng ta rời khỏi trái tim và khối óc của mình. Quý Phật tử ơi, tiếng sóng biển gõ hồn vào vách đá, như tiếng của mẹ thì thầm ôm ấp tình cha. Con ngồi đây, dâng trái tim của con lên mênh mông tình mẹ, và dâng khối óc tuyệt vời lên chót vót của tình cha. Có như vậy thì quý Phật tử mới có thấy trong tim của mình có bóng dáng của mẹ, trong cái đầu này mới có hình bóng của cha. Bởi vì cha và mẹ của chúng ta đều là Phật cả. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần, cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa dạng lần ngược xuôi. Đâu có ông Phật nào mà kỳ vậy, phải không quý Phật tử? Ông Phật phải ngồi trên chánh điện, ngồi trên bông sen này kia, phóng hào quang tua tủa này kia. Phật tử quỳ xuống dâng bông dâng hoa, đi khép nép cúi đầu rón rén, nói nhỏ đi nhẹ đàng hoàng. Còn tội nghiệp hai ông Phật ở nhà. Quý Phật tử ơi, chúng ta nè là đệ tử ruột của hai ông Phật ở nhà đó. Mùa Du Lan có dân hoa dân quả chưa? Có chưa? Vô trong đây kết hoa, đây một lẳng tuyệt vời, 99 đóa hồng, thí dụ vậy. Đem lên cúng dường Vu Lan báo hiếu, lẳng trái cây toàn là quả mắc tiền để cúng dường Vu Lan báo hiếu. Mà tội con cái hai Bồ Tát Vu Lan ngồi ở nhà,
thèm trái cây không có mà ăn. Thấy không? Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta nên nhớ một điều: hai ông Phật ở nhà của mình là những Đức Phật chưa từng đứng trên bông sen, chỉ đi chân trần, đi thẳng vào cuộc đời. Có thể nói là một Đức Phật sáng sớm tinh sương đã đi, chiều tối chạng vạng mới về, một nắng hai sương. Xin thưa với quý Phật tử, gánh con gánh cả cuộc đời. Chỉ có ông Phật đó mới gánh con gánh cả cuộc đời. Vậy mà có bài hát gánh mẹ sai rồi: chỉ có mẹ gánh mình thôi, chưa có đứa con nào mà gánh mẹ đâu quý Phật tử ơi, trong truyền thuyết mà thôi. Chứ còn chưa có đứa con ngồi trong đây hiện tại ngay giờ phút này mà gánh mẹ của mình cả. Chỉ có mẹ gánh con mà gánh cả cuộc đời của con thôi. Thấy không quý Phật tử? Còn cha cũng vậy. Cha ơi, cha có nghe chăng, gió mang hơi thở xương văng giọt sầu, cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Ngay từ khi chúng ta còn là hòn máu nhỏ nằm trong bụng mẹ, cha đã bắt nhịp cầu cho chúng ta lặng lẽ mở mắt chào đời. Bắt nhịp cầu rồi đó, hiểu không? Rồi tiếp tục, cha bắt nhịp cầu cho chúng ta ngày hai buổi đến trường, bắt nhịp cầu cho chúng ta trưởng thành trong cuộc sống. Bây giờ có nhiều Phật tử trưởng thành nè, cha đã bắt nhịp cầu cho chúng ta trưởng thành, rồi bắt nhịp cầu cho chúng ta con gái bước chân lên xe hoa theo chồng về xứ lạ, con trai bước chân lên xe hoa để sánh duyên với vợ của mình, để rồi tất cả chúng ta đều ổn định cả. Xin thưa với quý Phật tử, đến ngày cha của mình trút hơi thở sau cùng vẫn tiếp tục bắt nhịp cầu cho chúng ta đến bây giờ luôn đó. Cho nên cha là Phật, đâu có Đức Phật nào mà ngộ như cha của mình. Một ông Phật đứng sau lưng con trâu giữa đồng quan cỏ cháy, đâu có ông Phật nào mà bán cái mặt cho đất, bán cái lưng cho trời. Đâu có ông Phật nào đi bán giấy số, đâu có ông Phật nào đi gánh ve chai, đâu có ông Phật nào đi quét rác dọc đường. Chỉ có cha của mình, mẹ của mình là những Đức Phật tuyệt vời nhất, một Đức Phật đời thường nhất, nhưng mà là một Đức Phật chân thật nhất nha quý Phật tử. Cho nên bổn phận làm con, quý Phật tử ơi, hãy cố gắng cho con tim của chúng ta lên tiếng một lần. Ngày mai cũng được. Quý Phật tử ơi, hãy nói một câu, hãy ôm một cái, hãy nhắn một tin. Nếu cha mẹ mình ở xa, hãy nhắn một tin. Nếu cha mẹ mình ở gần, hãy ôm một cái, hãy nói một câu, để cho cha mẹ mình được vui đi quý Phật tử. Hà tiện làm chi có một câu nói như vậy, hiểu không? Xin một phút cho con ôm thật chặt. Mẹ mẹ ơi, Đức Phật của con ơi, con vòng tay con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Xin một phút con ôm cha thật nhẹ. Ôi tình cha lặng lẽ vốn không lời, ôi tình cha Đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Xin một phút đi quý Phật tử à. Và nên nhớ, hãy cho cái phút giây đó dừng lại, hãy cho những phút giây đó ngưng tụ lại trong trái tim của mình, để tất cả chúng ta luôn tưởng nhớ đến bóng hình của cha và bóng hình của mẹ. Quý Phật tử ơi, cha và mẹ ở đâu? Hãy soi gương đi, nhìn thấy cái mặt của mình vào trong gương, cả khuôn mặt này ở đâu mà có? Bản sao của cha mẹ, hiểu không? Đừng có nói cha mẹ chết rồi, cha mẹ tôi đi rồi, cha mẹ tôi không còn nữa. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nói cha mẹ mình đã chết. Sai lầm. Đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Quý Phật tử ơi, nếu mà tất cả chúng ta mất mẹ, mất cha rồi, hãy soi gương đi, vì cái khuôn mặt này, đôi mắt này, nụ cười này là bản sao của cha và mẹ. Cha và mẹ không mất, còn ở đây. Mình sống đúng, tức là mình đang báo hiếu cho cha mẹ. Mình sống trật, mình đang bất hiếu với cha mẹ của mình đó, hiểu không?
Cho nên Thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta hãy sống đúng, sống thật, sống đẹp và sống đầy ý nghĩa của nó. Chính là chúng ta đang báo hiếu cho cha và mẹ của mình. Chứ đừng có nói rằng là dân côn hầu nước này kia, tha diệt nhọc nhằn, đỡ khi đau ốm đốc lạnh hoạt nồng. Mấy cái chuyện đó đương nhiên phải làm. Nhưng mà cái chủ yếu của chúng ta là gì? Là sống đúng, sống đẹp và sống đầy đủ ý nghĩa. Có như vậy đó thì quý Phật tử mới đền đáp công ơn của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ này tặng cho chúng ta thân xác hình hài này, mà mình sống sao mà ta cứ chửi mình hoài. Thằng này nó con của ai, mất dạy quá, chạy xe kiểu này, bữa nào nó đụng vô cục đèn cho nó chết cha nó đi, thí dụ vậy. Tức là mình sống mà bị người ta chửi bới mình hoài. Xin thưa với quý Phật tử, mình đã bất hiếu với cha mẹ của mình rồi. Còn mình sống mà người ta khen tặng mình, trời con nhỏ mà nó đi chùa, nhỏ này nó còn nhỏ, chú này còn nhỏ, con trai mà biết đạo, biết đức này kia, mặc áo tràng lam, nhìn cái mặt nó hiền khô, thí dụ vậy. Thì quý Phật tử ơi, đó là chúng ta đang trả hiếu cho cha mẹ của mình rồi, phải không? Thành ra hãy cố gắng trả hiếu cho cha mẹ mình bằng tất cả những hình thức nào chúng ta có thể làm được. Đừng bỏ qua bất cứ một cái điều gì quý Phật tử ơi. Mỗi lần mà quý Phật tử lụm một miếng ve chai bỏ vào trong lề, lại mẹ Quan Thế Âm, hôm nay con lụm miếng ve chai, con lụm cái cây đinh này, con bỏ trong lề, con sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng sinh không dẫm, không đạp, không chảy máu gì cái miếng bánh chai này. Con đem công đức này con hướng về ba chỗ. Một phần ba đầu tiên con xin hồi hướng cho những người đã sanh ra con. Một phần ba thứ hai con xin tặng cho những người con đã sanh ra họ. Một phần ba cuối cùng con mới để dành cho con. Hiểu không? Làm tất cả mọi chuyện gì đó mình cũng phải chia công đức lành của mình ra làm ba hết quý Phật tử ơi. Phải nhớ, bởi vì hiện tại bây giờ tất cả chúng ta nè đã có gia đình, tức là đã làm mẹ, đang làm mẹ, sắp sửa làm mẹ, chuẩn bị làm mẹ, hiểu không? Cho nên chuẩn bị làm mẹ hay sắp sửa làm mẹ thì trong trái tim của mình đã có tố chất của người mẹ rồi, hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta phải sống như thế nào cho nó trọn vẹn một kiếp người đi quý Phật tử. Điều thứ hai nữa, hãy tặng cho cha mẹ của mình những nụ cười mà cha của mẹ mình đã từng ao ước. Không có cần con mình cúng một dĩa trái cây lớn, không cần con của mình cúng một lẵng hoa nhiều đâu, chỉ một hoa và một quả thôi. Ông Phật Du Lan ngồi ở nhà chờ đệ tử ruột của mình cho mình một hoa và một quả. Một hoa yêu thương và một quả tim luôn nhớ, có bao nhiêu thôi. Vậy mà quý Phật tử, chúng ta hà tiện với hai ông Phật đó quá. Không dám cho một đó hoa yêu thương, không dám tận một quả tim luôn tưởng nhớ. Thầy xin thưa với quý Phật tử, cái ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam yêu nước nha. Quý Phật tử ơi, mua bông mua hoa tặng thầy cô, đem vô trong chùa tặng quý thầy quý cô trong chùa luôn, đem vô trong bàn Phật cúng dường luôn, bởi vì là ngày nhà giáo mà, bởi vì Đức Phật cũng là thầy giáo của mình, hiểu không? Rồi cha mẹ, rồi thầy cô trong trường cũng là Đức là thầy giáo của mình, rồi cha, rồi quý thầy quý cô trong chùa cũng là thầy giáo của mình. Nhưng mà 20 tháng 11 chưa có nhớ học trò nào hái một cành hoa dại giữa đường vô tặng cho hai ông Phật, hai ông thầy cô giáo thở ban sơ. Có không? 20 tháng 11 có ai tặng cho hai thầy cô giáo thở ban sơ không? Dạy cho chúng ta bằng những âm thanh bập bẹ dở lòng và dìu cho chúng ta đi bằng những bước đầu tiên chập chững. Đó là hai thầy cô giáo đầu tiên nằm trong bụng mẹ, mẹ đã dạy mình rồi. Hiểu chưa? Thai giáo dạy rồi đó, làm thầy làm cô dạy rồi, cha mẹ mình cũng dạy rồi quý Phật tử ơi. Vậy đó mà ngày 20 tháng 11 chớ có đứa học trò nào tặng cho hai ông thầy cô giáo đó một đó qua, dù là đó qua dạy giữa đường. Cái sai sót của mình rất là lớn luôn. Mình xem thường đến mức độ như vậy đó, nó thành thói quen luôn, hiểu không? Mình xem thường cha mẹ của mình, nó trở thành thói quen luôn đó quý Phật tử. Từ đây trở về sau, nhớ dù cái lễ nào đi chăng nữa đều nhớ đến cha mẹ của mình, bởi vì cha và mẹ là những đức Phật thiêng liêng và chân thật nhất. Không có Phật cha, không có Phật mẹ, không bao giờ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhớ.
Phải có Phật cha, có Phật mẹ mới có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Cho nên đó, đạo tràng chùa Đức Hòa sau này có ai hỏi Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, cứ mạnh dạn trả lời cha và mẹ là hai ông Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Phải không? Và hai ông Phật này đặc biệt lắm, đội nắng, đội sương, dầm mưa, giải nắng này kia để mà mang tất cả sự sống đến cho chúng ta. Cha đem tất cả mồ hôi, hơi thở mệt mỏi bán, đem bán luôn sức lực của mình để đem về cho anh chị em chúng ta từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Mẹ cũng vậy thôi, buông gánh bán bưng, bươn chải giữa cuộc đời để rồi đem về tất cả những cái chiếc áo tuyệt vời nhất. Rồi đỡ nhà nghèo không có tiền mua áo mới, mẹ ngồi thức trắng canh thâu để có thể khâu lại cho anh chị em chúng ta từng chiếc áo gách vai từ cái lai quần xúc chỉ. Đó là hai ông Phật tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta. Vậy đó mà có những đứa con mặc chiếc áo gách, nó đem quăng, nó đem dục, giống như là một cái bà này là tổng giám đốc tập đoàn. Bà đi xe cái bị tai nạn, sao bà té xuống đi, nó gách cái vai áo, nhưng cũng không sao. Khi về nhà thì mẹ thấy cái áo của con gái mình nó bị rách, bà kêu cởi ra cho bà giá lại. Thì sau khi bà giá cái áo xong rồi, cô gái cũng quên đi. Bà giá xong rồi bà máng lên trên cái thành ghế đó. Cô con gái tới giờ đi làm mới xọt cái áo đi, cái áo gách vai mình đi. Đi tới chỗ đó thì người ta ký vô tất cả những cái hợp đồng này kia, biết bao nhiêu hợp đồng, mừng quá trời luôn. Thì cô ấy nhìn, trời, mình nãy giờ mình mặc chiếc áo gách, cái áo vá kỳ quá vậy ta. Trời ơi, một cái chủ tịch tập đoàn mặc áo rách đó, chạy về nhà thay chiếc áo mới liền, dục dục cái chiếc áo mà mẹ của mình mới vá, dục vô trong sọt rác đem bỏ luôn. Mặc áo mới chạy ra thì tất cả những cái mà những cái người mà ký hợp đồng đó, họ nói rằng là thưa bà, hồi nãy bà mặc chiếc áo mà những đường kim mũi chỉ, tuy rằng áo vá nhưng mà đường kim mũi chỉ nó tinh tế dữ lắm. Tôi mới ký cái hợp đồng này với bà bởi vì tôi tin chắc rằng mỗi cái trong cái con người nào mà có những đường kim mũi chỉ tinh tế như vậy là người mới có thể thành công trong mọi lĩnh vực. Cho nên tôi mới hợp đồng với chị, chứ còn nếu chị mặc áo mới vậy tôi đâu có hợp đồng chứ. Chị về chị mừng kì, lục trong cái chọt rác lấy chiếc áo của mẹ mình lên, rồi đem đi giặt, trân trọng chiếc áo của mẹ và nói rằng mẹ ơi, nhờ cái bàn tay của mẹ, nhờ đường kim mũi chỉ của mẹ, nhờ trái tim của mẹ thổi hồn trong chiếc áo của con mà bây giờ con đã thành công trong sự nghiệp của con, cuộc đời của con. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta lớn lên trong cuộc sống này, chúng ta lớn lên bằng hơi thở của mẹ, chúng ta lớn lên bằng đường kim mũi chỉ của mẹ, chúng ta lớn lên bằng những muỗng cơm đầu tiên mà mẹ đút cho chúng ta. Vậy đó mà chúng ta lại lãng quên. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình phải cố gắng nghe, nói tới cha mẹ đó, nói tới sáng, nói tới ngày mai, nói cả cuộc đời, nó không hết về cha mẹ đâu. Nhưng mà nếu tất cả chúng ta, nếu hôm nay trái tim của mình kích hoạt trong cuộc sống rồi, chúng ta không mất tín hiệu của tình cha, chúng ta không mất tín hiệu của tình mẹ, mà chúng ta đã kết nối lại được ân tình của cha và mẹ, thì tối đêm nay chúng ta mong rằng toàn thể đạo tràng của chúng ta hãy làm cho trái tim của mình cùng một nhịp đập với trái tim của tình cha và trái tim của tình mẹ, để cha và mẹ của mình mãi mãi sống trong người của chúng ta, sống trong từng giọt máu của chúng ta, sống trong từng hơi thở của chúng ta. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông, mẹ trao sức sống từ tim mẹ để trái tim con trổ nụ hồng. Ngày mai này đây thế nào thầy trụ trì cũng cho quý Phật tử bông hồng cài áo, hiểu không? Chúng ta cứ tưởng rằng một cái bông hồng ở ngoài gắn vô trong đây, không phải đâu. Có người gắn, có người không gắn, có người bông đỏ, có người bông hồng, có người bông trắng, có người không cần gắn luôn nữa. Nhưng xin thưa với quý Phật tử, chúng ta mở mắt chào đời, chúng ta đã cài hoa hồng bằng máu con tim của mẹ rồi, hiểu không? Cho nên đó, con chim quanh vũ, nó thấy quanh vũ con bệnh nặng, nhắm nghiền đôi mắt hấp hối rồi, nó buồn quá. Lúc bấy giờ Phượng Hoàng mới nói con hãy bay đến với phương Bắc, tìm một cái đóa hoa màu hồng, ngậm về đây cho con ăn, nó sẽ hết.
quan Vũ mẹ mừng lắm, bay về phương Bắc, trời cứ bằng là gió bất lạnh lùn, tuyết rơi cứ bằng quá trắng xóa có một khu rừng. Nhìn xuống cái khu rừng toàn là bông trắng không. Quan Vũ mẹ sợ con của mình ở nhà chết. Một thoáng suy nghĩ, một thoáng suy nghĩ của tình mẹ, Quan Vũ xà nguyên con người của mình xuống dưới cái bụi gai hồng. Cái gai hồng đâm vào trong trái tim của Quan Vũ mẹ, và máu từ trong cái trái tim của Quan Vũ mẹ nó nhiễu xuống cái bông hồng trắng, quý Phật tử ơi. Rồi máu nó nhuộm, nó nhuộm, nó nhuộm cái bông hồng trắng, nó đỏ lần lần, đỏ lần lần. Quan Vũ mẹ dùng cái tàn hơi còn lại ngậm cái bông hồng trắng nhuộm máu màu đỏ của tim mình, Quan Vũ tha về cho Quan Vũ con ăn. Một điều kỳ diệu lạ lùng, khi Quan Vũ con ăn cái trái bông hồng có máu, máu đỏ mà máu tim của mẹ, Quan Vũ con từ từ mở mắt tỉnh dậy. Quan Vũ con vừa mở mắt tỉnh dậy thì Quan Vũ mẹ cũng từ từ nhắm mắt trút hơi thở sau cùng. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta mà cài trên cái ngực của mình một trái tim, một đóa hồng màu đỏ hay màu trắng, bất cứ là mẹ của chúng ta đã chết rồi. Chết từng ngày, chết từng tháng, chết từng năm, có thể nói là chết từng phút, từng giây. Mỗi một năm đi qua, mẹ mình đã chết, cha mình đã chết. Mỗi một năm đi qua, đã chết. Cái sức khỏe của cha mẹ mình đã chết. Sự trẻ trung của cha mẹ mình đã chết. Cái nhựa sống trong con người của cha mẹ mình đã chết. Tuổi thọ của cha mẹ mình đã chết. Thí dụ như bây giờ, mẹ của mình sống 80 tuổi, mà năm nay là 85 rồi. Thì mỗi một năm đi qua, mẹ mình đã chết đi một tuổi. Hiểu không? Thay vì 85 còn 5 năm nữa sống chung với mình, cứ mỗi cái Tết chết đi một tuổi, cái Tết nữa chết thêm một tuổi, cái Tết nữa chết thêm một tuổi, là mỗi một năm cha mẹ mình chết đi một tuổi rồi đó quý Phật tử. Cho nên hãy trân trọng cha mẹ của mình, hãy cúng dường cho cha mẹ của mình bằng nụ cười đi quý Phật tử. Hãy cố gắng cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười, và hãy cố gắng lau cạn những dòng lệ nóng, để cha mẹ mình có thể sống cạnh chúng ta trong những tháng ngày còn lại, mà sống trong tất cả những niềm yêu thương, sống trong tất cả những nỗi niềm hoan hỷ, để gọi là hạnh phúc bên cạnh con. Nhớ nha, hạnh phúc bên cạnh con. Bởi vì cha mẹ có hạnh phúc thì con mới hạnh phúc. Cha mẹ thấy con hạnh phúc, cha mẹ sẽ hạnh phúc. Còn con thấy cha mẹ mình hạnh phúc thì những đứa con của mình mới hạnh phúc. Bởi vì Du Lan là hạnh phúc chung chứ không phải là hạnh phúc cá nhân nữa. Cho nên hôm nay trong buổi tối tuyệt vời này, cái thánh địa Đức Hòa này là một mảnh đất màu mỡ mà chư vị tiền bối đã từng dày công gieo trồng tất cả cái màu mỡ của công đức. Thì nhiệm vụ của quý Phật tử đến đây không phải ngồi chơi, mà nhiệm vụ của chúng ta đến đây để gieo giống Bồ Đề. Nguyên một đạo tràng của quý Phật tử đông quá nè, mà quý Phật tử có trồng được hạt giống Bồ Đề nào trong cái thánh địa Đức Hòa này chưa? Có trồng chưa? Mô Phật, con quên rồi. Quên trồng. Hãy trồng trong đây một thánh, một hạt giống của Bồ Đề. Nhiệm vụ của chúng ta đến đây để trồng cây Bồ Đề thôi. Hiểu không? Ở nhà mình thì mình trồng cây hạnh phúc, bước chân vô chùa thì mình trồng cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề là gì? Là an lạc. Bồ Đề là gì? Là bình yên. Cây Bồ Đề là gì? Là hài hòa, là thanh tịnh, là giải thoát thôi. Mình đến chùa mà tâm của mình không cần giải thoát sao? Mình đến chùa tâm của mình không có thanh tịnh sao? Cho nên thay là thánh địa, và tất cả chúng ta phải gieo giống Bồ Đề trong đây. Thầy chủ trì đã cuốc đất lên rồi, xới đất lên rồi. Nhiệm vụ của quý Phật tử cùng với thầy chủ trì đặt cái hạt giống Bồ Đề xuống đây. Thầy chủ trì hiện tại bây giờ là một vị thuyền trưởng, lèo lái cái con thuyền Đức Hòa này. Và tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta nói chung là có mặt hôm nay, và những người Phật tử không có mặt đều là những cái thuyền viên trên con thuyền Bát Nhã Đức Hòa này. Thì quý Phật tử phải chung tay chèo với thầy chủ trì, hiểu không? Mà muốn chung tay chèo thì phải chung một nụ cười hoan hỷ, hiểu không?
Mình phải làm sao thầy chủ trì mà cười hoài, tức là thầy chủ trì có sức khỏe, thầy chủ trì mà cười hoài thì tuổi thọ thêm lâu. Mà cười là gì? Là tượng trưng cho một niềm bao dung độ lượng. Cho nên cứ để cho thầy chủ trì cười đi, rồi mình cũng cười nữa, thì tất cả chúng ta cùng cười như vậy. Bởi vì nụ cười là năng lượng của Như Lai, nụ cười là năng lượng của Du Lan luôn nữa. Mình về nhà mình thấy cha mẹ mình cười một cái, năng lượng của Du Lan tràn đầy. Mình bước vào trong đây mà tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta cùng cười với nhau, đó là năng lượng của Phật hiện hữu trên bờ môi của mình, hiểu không? Vậy thì chúng ta sống, chúng ta cần có năng lượng ở trong chùa là năng lượng của Như Lai, về tới nhà cần có năng lượng của Vu Lan, thì hai cái năng lượng đó giúp cho chúng ta có thể nói rằng là vượt qua mọi chướng duyên trong cuộc đời này. Thầy cầu chúc, thứ nhất đó, xin cầu nguyện cho Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, mặc dù tuổi già rồi thì ai rồi cũng phải có một lần trở về bên ấy thôi. Không ai mà sống ở đây hoài được hết quý Phật tử à. Nhưng mà cầu nguyện cho Hòa Thượng trụ trì còn hiện hữu trên thế gian này bao lâu, thì đó là năng lượng của Phật tồn tại trong đức hòa này bấy lâu. Hễ mà còn bao lâu thì tồn tại cái công đức bấy lâu. Cầu chúc cho thầy trụ trì sức khỏe luôn luôn lúc nào cũng được dồi dào, nụ cười luôn luôn lúc nào cũng tràn ngập trên môi, để lèo lái con thuyền đức hòa này đưa tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta đến bến bờ bình yên của Phật. Và thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng chùa Đức Hòa của chúng ta đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi kết nối Vu Lan. Thần ái kính chào toàn thể đạo tràng. Đức Thầy như biển lắng trong, phút giây in mảnh trăng lòng con soi. Thầy thương truyền dạy bao lời, ơn sâu nghĩa nặng đời đời con ghi. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đức Hòa Thượng Pháp Sư tôn kính của chúng con. Hơn 5 năm Ngài mới trở lại với chúng con, nghĩa là hơn 5 năm chúng con mới được cung đón Ngài về đây để ban pháp âm. Hơn 60 phút trôi qua, chúng con ngồi nơi đây, cảm nghe tâm thức mình có nhiều nguồn cảm xúc khi lắng nghe những lời mà Hòa Thượng ân cần chỉ dạy. Những lời mà Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con ngày hôm nay, cũng như là từng mũi kim khâu vá mà Ngài khâu vá lại trái tim vốn đã bị rách nhiều năm của chúng con. Bởi trái tim bị rách nhiều năm đó đã đánh rơi đi hai tiếng mẹ cha, và hôm nay chúng con ngồi đây để được Ngài khâu lại giùm cho từng đường kim mũi chỉ khâu vào, từng nhỏ máu đào nhỏ xuống, cảm thấy lòng đau. Nhưng chúng con hạnh phúc bởi chúng con biết rằng chất liệu của sự sống, chất liệu của thương yêu Ngài đang đong đầy trong trái tim của chúng con, mà vốn dĩ từ lâu bởi rách nát chúng con đã đánh mất nó đi. Cho nên trong niềm đau ấy chính là hạnh phúc của tất cả chúng con. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đức Hòa Thượng Pháp Sư. Không phải chỉ hôm nay hàng Phật tử chúng con mới được cảm nghe lòng mình hạnh phúc, mới được ngồi đây để lắng nghe là Hòa Thượng chỉ dạy. Có thể nói gần 20 năm, tất cả những người Phật tử trong đạo tràng này phần lớn là người học trò của Hòa Thượng. Có người đã được trực tiếp lắng nghe những lời Hòa Thượng chỉ dạy trong những buổi pháp thoại, trong những lần khóa tu. Và có một số ít trong đây, những người lần đầu được diện kiến Hòa Thượng, nhưng không có nghĩa là lần đầu được nghe Hòa Thượng chỉ dạy. Bởi tất cả những pháp âm của Hòa Thượng đã được đăng tải trên công nghệ số, và hầu như tất cả đạo tràng Phật tử
ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam và kể cả hải ngoại đều là những người học trò của Hòa Thượng, bởi luôn lắng nghe những lời Hòa Thượng chỉ dạy. Vì đó chính là con đường, đó chính là ánh sáng để soi bước chúng con, để dẫn bước chúng con đi về với Đức Như Lai. Kính bạch trên Đức Hòa Thượng, con bồi ngồi nhớ lại cách đây khoảng 3 năm, một lần được Hòa Thượng sai con về Bủ Liên để chia sẻ trong khóa tu. Lúc đó Hòa Thượng có chút bệnh duyên, nhưng khi con chia sẻ xong, con ra xe con về, con đến đảnh lễ xin phép Hòa Thượng con về, thì Hòa Thượng là người tiễn con ra xe. Con nói, bạch sư phụ nghỉ đi, cho phép con được về, sư phụ không cần tiễn. Nhưng mà lúc đó Ngài vẫn nắm tay và dìu con đi ra tới tận ở ngoài xe. Con còn nhớ rất là rõ, đó là khi con lên xe chạy đi rồi, Hòa Thượng đứng ở cổng, Ngài dõi theo. Con nhìn ở kiến chiếu hậu vẫn thấy Ngài đứng đó, cho đến khi xe con quẹo phải qua cái cua ở ngay chợ trước Hòa Thượng thì chắc là Ngài rồi mới đi vào. Hình ảnh đó đã cho con rất nhiều những điều xúc động, gợi nhớ trong con và nhắc nhở con rằng đây là bài học lớn mà con phải nhớ để thực hành suốt cả cuộc đời của mình. Cho nên ở đâu đó con luôn nhắc nhở mình là phải biết hạ thấp mình xuống, làm một chút việc hay có thể nhiều hơn, nhưng vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy mình không là gì cả, vẫn thấy tất cả là nhờ ơn của Tam Bảo gia hộ, của Tam Bảo che chở, nhờ ơn của các bậc tổ sư luôn thì từ mẫn giám độ trì, và nhờ ơn của tất cả các vị thiện nam tín nữ, các bậc ân nhân gần xa, chứ còn cá nhân thì không làm được gì, để lúc nào cũng thấy mình nhỏ nhoi thấp bé trước mọi người. Hòa Thượng đã dạy cho con một bài học rất lớn mà con nghĩ rằng suốt cả cuộc đời này con không dám quên. Kính bạch trên Đức Hòa Thượng, hôm nay thật hạnh phúc cho đạo tràng, Phật tử chùa Đức Hòa nói chung và cá nhân con nói riêng, được một lần để diện kiến, một lần để đảnh lễ, một lần nữa để lắng nghe những điều mà Hòa Thượng chỉ dạy. Chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ lời của Hòa Thượng dạy, để chúng con thực hành tròn cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với ngôi Già Lam Đức Hòa, cũng như tất cả những Phật tử phải thực hiện cho được cái hiếu tâm, hiếu đạo của mình đối với Đức Như Lai, đối với cha mẹ sanh thành và đối với tất cả mọi người cùng chung sống. Bài Pháp hôm nay đã khơi dậy tình thương, đã khơi dậy nguồn năng lượng an lành trong chúng con, và chúng con tin chắc rằng đó chính là hành trang trong cuộc sống này mà chúng con phải cần giữ ở trong trái tim, trong khối óc của mình để đi hết quãng đời còn lại. Kính lễ và biết ơn Ngài bởi tất cả những điều tốt đẹp mà Ngài đã dành cho đạo, cho đời và cho tất cả chúng con đang có mặt ở đây. Kính lễ và đội ơn trên Đức Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.